Chào bạn, tôi là Hải Bùi đây. Chúng ta đang làm quyết toán thuế nhập, chúng ta đang làm báo cáo tài chính của năm 2023. Thì hôm nay tôi sẽ lưu ý cho các bạn hai cái chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán nè. Thứ nhất là nợ ngắn hạn là mã số 310 trên bảng cân đối kế toán. Thứ hai là nợ dài hạn là mã số 330 trên bảng cân đối kế toán. Đây các bạn. Đây là mã 330 là nợ dài hạn nè, và mã 310 nè trên bảng cân đối kế toán nữa các bạn. Thì các bạn phải hiểu nợ ngắn hạn là gì và nợ dài hạn là gì. Đó là cái chỉ tiêu tổng, còn bên trong đó là chi tiết. Các bạn muốn biết chi tiết nó thì các bạn bỏ vô đây nè, các bạn bấm F1. Đó, ví dụ như các bạn xem là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là mã 320 nè. Nó ghi cái câu nè các bạn. Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay, còn nợ ngân hàng, tổ chức, công ty tài chính và các đối tượng khác có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là tại ngày 31 tháng 12 là các bạn lập báo cáo tài chính đúng không? Mà cái thời hạn thanh toán còn lại nha, nhớ cái từ là thời hạn thanh toán còn lại, mà từ 12 tháng trở xuống thì các bạn phải trình bày nợ ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Ví dụ như là ngày 1 tháng 1 năm 2023 các bạn vay ngân hàng 1 tỷ 15 tháng. 1 tỷ cho 15 tháng thì đến ngày 31 tháng 12 thì cái thời hạn thanh toán còn lại các bạn còn bao nhiêu tháng? 3 tháng. Thì 100% các bạn phải trình bày ở là gì? Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Chứ không phải là phụ thuộc vào cái ngày phát sinh ngày 1 tháng 1 2023, cái hợp đồng 15 tháng là các bạn trình bày vay và nợ thuê tài chính dài hạn đâu các bạn. Lúc này các bạn không thể nào mà trình bày ở mã 338 được. Đây, vay và nợ thuê tài chính dài hạn nè. Được không bạn? Nó ghi là chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh nghiệp vay và nợ của ngân hàng, tổ chức tài chính có kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng, chỗ đây thiếu chữ tháng, tại thời điểm lập báo cáo. Vậy các bạn rõ chưa? Như vậy nếu mà tại ngày 31 tháng 12 hàng năm mà cái thời hạn thanh toán còn lại nha, nếu là thời hạn thanh toán còn lại mà trên 12 tháng thì các bạn trình bày nó là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Được chưa? Chúng ta hiểu là có kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm lập báo cáo, đồng nghĩa với việc rằng là trong 12 tháng tới chúng ta không cái chi tiền ra. Được không? Được không các bạn? Còn nếu mà các bạn trình bày nó là ở nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là mã 320 nè, thì nó ghi là thời hạn thanh toán còn lại là không quá 12 tháng kể thời điểm báo cáo, tức là tại ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nếu mà chúng ta trình bày vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có nghĩa là trong vòng 12 tháng tới, tức là trong năm 2024 á, các bạn phải chi ra một khoản tiền để trả cho cái khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Rồi các bạn rõ chưa? Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn làm sáng tỏ cái vấn đề, hiểu được bản chất của nợ ngắn hạn là gì và bản chất của nợ dài hạn là gì. Cái này nó rất là quan trọng, nó liên quan tới cái vấn đề dòng tiền các bạn. Được không? Nó liên quan tới vấn đề dòng tiền. Được chưa? Rồi các bạn thấy video này hay, hữu ích, cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Muốn ủng hộ kênh của tôi bằng cách các bạn lên kênh YouTube, các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán các bạn. Đó, bạn bấm vào đây và Tấn Hải Bùi đó, hoặc là bấm vào một video bất kỳ. Rồi dưới Tấn Hải Bùi kế bên nó có từ đăng ký kênh hoặc là subscribe, các bạn bấm vào, nhớ bấm vào cái chuông giống vậy nè, để mỗi lần tôi ra video vào 8:30 tối các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được. Xem video thấy hay hữu ích ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè, cho tôi một cái số tiền, bấm mua và gửi được không. Ủng hộ mua sách bằng cách vào trang sách kế toán.org, nó có rất là nhiều loại sách ở đây. Rồi cảm ơn các bạn nha, hẹn các bạn trong video tiếp theo.